Chào các bạn đang xem kênh Sắc Màu Cuộc Sống với Vườn Rau Thu Nhỏ. Clip tháng 11 về vườn rau thu nhỏ thì mình chủ yếu là trồng các loại rau để sử dụng hàng ngày cho gia đình. Thì hiện nay đó là mùa mưa cho nên trồng cũng không có tưới nhiều lắm. Buổi sáng cũng mưa, rồi chiều cũng mưa. Rồi thỉnh thoảng là có, trước đây là có mấy cơn bão. Rồi cây nó cũng phát triển cũng được. Và mà hết giãn cách cũng đỡ rồi cho nên mình cũng đi mua phân bỏ được cho một số cây trồng. Ở đây là các cái cây dâu tây Hana mà trước mình để trong chỗ dưới cái dàn bầu bí mướp bên kia, hôm nay mình chuyển nó ra ngoài này thì các bạn thấy cây cũng phát triển nó tốt, trời nó cũng mát mát cho nên là nó cũng cây lên được nó đều. Đây là một số cây nó bắt đầu nó có bông, một vài cây nó có bông, trước đây có thì nó cũng được một số trái nhỏ nhỏ rồi. Đây đặc biệt là nó ra ngó này, các bạn thấy là cái ngó này thì ít bữa nó phát triển mạnh một tí á, thì mình lấy thì mình đem ra mình trồng. Đây, đây. Thì dâu tây này thì mình thấy ban đầu thì nó cũng khó, nhưng mà vừa qua quá trình chăm sóc thì mình thấy cũng không khó lắm. Thì vừa rồi á là có hái một vài trái, sau đó thì có một số sâu. Đây các bạn để coi đây, mình sẽ bắt sâu cho dâu Hana nè. Đây là sâu trong dâu tây đây các bạn, là quá nhiều luôn. Đây là đúng là vạch lá tìm sâu nè. Còn đây là cần tàu. Những cây cần tàu này là trước đây mình gieo hạt nè, đã tỉa lá ăn rồi, bây giờ nó lớn phát triển rất là nhiều nè. Như còn cái chậu này nè thì là mình vừa là cấy ra, tức là nhổ các cái cây mẹ bên trong đó, nó phát triển rồi đó, lấy thêm rồi phát triển ra mấy cái chậu này nè. Đây thì các bạn thấy là cần tàu mình chỉ cần trồng một tháng thôi, tức là cấy ra một tháng là có ăn tiếp nè, nó rất là tốt nè. Thế thì cần này trồng thì không cần nhiều nước, chỉ cần nước á, thì nó mới cần nhiều nước hơn. Còn cần tàu thì mình trồng khô như thế này nè, khô nghĩa là phải tưới nước vừa phải vừa đủ, cũng như các loại cây khác là tưới sáng tưới chiều và bón phân định kỳ thì khoảng chừng 10 tới 15 ngày bón một lần. Đây, thì lá này là chuẩn bị hái thu hoạch tiếp nè. Đây là cải mình gieo được 3 tuần. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành là hái ăn luôn, ăn sống á, gọi là cải bẻ xanh ăn non. Thì mình sau đó là mình sẽ lại gieo cái khác, sẽ có ăn liên tục. Đây các bạn thấy chỉ 3 tuần thôi nhưng mà mình gieo nó dài quá đó, cho nên nó chen chúc nhau nó mập, nên bây giờ là cứ cắt ăn thôi. Nói chung là gieo cái này thì cứ gieo có như hạt giống cải thì nó cũng rất là rẻ, cũng không có khó khăn gì. Và đây là giống của cải Việt Nam cho nên là gieo nó cũng dễ chịu, dễ mọc, trời nắng thì tưới nước có vừa đủ. Ban đầu mưa thì hơi khó một tí, mưa thì mình trồng ngoài này mình không có che được, nó dễ trồi các cái hạt giống mới ban đầu á. Còn đây là rau dền đỏ nè các bạn, mình trồng là khoảng một tháng rồi thì hiện nay là chuẩn bị thu hoạch được rồi.
Đây thì trồng, sau khi trồng thì mình có bỏ phân cho nó một lần nữa, tức là trước đây vào chậu bỏ phân trùng quế, phân viên hữu cơ Úc, rồi tưới nước thường xuyên ngày 2 lần, sáng sớm và chiều tối. Nhưng mùa này mưa đó thì cũng không tưới nhiều lắm đó, các bạn thấy không, nó dền rất là to à, đó, nó dền to ghê chưa. Đây, mình thấy nó dền to thì nó phát triển cũng nhanh. Mình trồng trong cái chậu này thì nó cao quá, tức là cái dền nó cao quá, mà cái chậu này nó khoảng cách nó khoảng chừng 35-40 cm thôi, khoảng 35, cho nên nó không đủ sức cho mấy cái cây ở tầng dưới. Đấy, con tầng tên các bạn thấy nó cao không? Thì trồng dền đỏ này mình thấy cũng rất là dễ thôi. Đẹp, các bạn thấy như trồng dền giống này giống như là trồng hoa ha. Các bạn, như mình nói đó, rau dền này, dền đỏ này là mình trồng bữa nay là hơn 1 tháng, trong khoảng chừng 40 ngày rồi bữa nay bắt đầu là thu hoạch nè. Thì nói chung là cắt hết, cây nó quá cao rồi. Đây các bạn thấy nó lá nó rất là to. Đây. Trời ơi, lá dền dền cao như cây mía luôn. Đây. Như vậy thì tính ra trồng rau dền này cũng rất là nhanh ăn cho các bạn. Rau dền thì mình có thể trồng bằng hai cách. Thứ nhất là gieo hạt thẳng trực tiếp. Cái thứ hai là mình có thể là ươm nó ra cây bầu nhỏ, rồi sau đó nó lớn cũng chừng 10 ngày thì đem ra trồng. Thì cách nào cũng được, nói chung là cách nào mà thấy thuận tiện thì mình làm thôi. Tuy nhiên trong quá trình trồng, cái đợt này thì mình chỉ bỏ phân một lần trong các cái chậu 4 tầng này nè. Mình bỏ phân trùng quế, rồi một ít phân viên hữu cơ của Úc. Cho nên trong quá trình cây nó phát triển này thì mình không có bón thêm một lần phân nào nữa, mà các bạn thấy nó rất là tốt. Đặc biệt là cũng phải tưới nước, do hôm nay mấy hôm nay là mùa mưa nên tưới thì cũng ít thôi. Đây các bạn thấy, đây giờ rất là cao to nè. Còn đây là rau rừng này các bạn, cái lứa tháng trước thì nó yếu mà tháng này thì bắt đầu nó lên mạnh rồi nè. Các bạn thấy là rau rất là tốt nè, nhưng mà lại tháng này lại sâu rất là nhiều. Đây bây giờ đây thì thu hoạch những cây rau rừng tím nó lớn nè. Những cái cây này là trồng cũng được tháng mấy rồi, khoảng tháng rưỡi rồi. Bây giờ nó lên thì mình tỉa bớt rồi cái lại vô phân tiếp. Thì rau rừng này hay là còn gọi là rau gỗ đất này các bạn, thì rau này đúng ra thì nó cũng rất là dễ trồng, giống như là rau lan, nghĩa là cắm xuống là nó mọc à. Nhưng mà với điều kiện là các bạn cũng phải bỏ phân nè, rồi nước thì cũng phải đầy đủ, chứ không có nước thì nó cũng mau khô. Đấy, thì trồng tất cả các loại cây gì cũng vậy, cũng phải phân nước rồi chú ý tới sâu rầy. Như mùa này mình thấy nè, đây là sâu rất là nhiều nè. Các bạn biết sao đây nè, như mình nói do không có xịt thuốc trừ sâu rầy á, cho nên sâu này nó ăn. Đây là sâu rốm, sâu đốm nè. Đây các bạn thấy ghê không? Đây các bạn thấy rồi đó. Bạn thấy như mình mới nói đó, đó sâu coi như là quá trời luôn. Vạch nó ra là thấy có rậm quá, tốt quá. Bạn thấy đó, trồng rau bầu đất nè, rau rừng đó, thì trong này cũng có rất là nhiều rau cần cua. Đây bây giờ mình cũng ở nhà mình cũng tiếp tục hái rau cần cua nè.
đấy, đây con cua trong đây rất là nhiều nè đó. Thì như vậy rau càng cua thật ra mình hái cái đợt này cũng chừng gần một tháng sau hoặc là hơn 3 tuần thôi là lại có rau càng cua tiếp. Thì cái rau này là bây giờ không phải nhân giống nữa, nó tự cái nó lớn lên, nó có bông á, cái nó già cái nó rụng xuống lại nó lại mọc cây con lên, rồi sau mình cắt cây con á, nên là cắt cái cây này xong nó lại là cái gốc nó lại ra một số rau khác. Đây các bạn thấy rau rất là nhiều, rau rừng à, rau cần cua đây, tức là không phải trồng mà trong bất cứ các cái chậu nào cũng có. Đấy, cần cua rất là nhiều, các bạn thấy con như là trồng rau rừng, rau trăm bầu bầu đất mà lại cần cua thì mọc đầy luôn. Đó, các bạn thấy rau cần cua rất là tốt quá đó. Rồi đây, đây còn đây là rau bùn ngót này các bạn, nó rất là tốt. Cái rau này bùn ngót này mình trồng cái gốc cái cây trước ươm hạt á, thì nó lên cái này là bùn ngót này là khoảng 2 tháng nè. Bây giờ bữa nay là tiếp tục tỉa các cái nhánh để mình sử dụng thôi, rồi sau đó những cái cây nó lớn lên nó tiếp tục mới cắt khoảng chừng 30-40 cm, cho còn lại là để cho nó cái gốc nó bự hơn và nó sẽ đâm được các cái chồi mới, lá nó sẽ to hơn. Đây, đây các bạn thấy bùn ngót nè. Thì thật ra bùn ngót này trồng cũng dễ thôi, nếu mà các bạn trồng từ hạt thì nó lên nhanh, mà nếu lấy gốc mới trước mình lấy gốc mình dâm á, nhưng mà nóng quá mà không cẩn thận thì cái gốc nó không sống được. Thì tốt hơn hết là mình nếu gieo được thì gieo cây con. Bây giờ cái lứa này ăn cái lứa này đi, cái mình bỏ phân vô phân tiếp cho nó. Thì phân thì mình, các bạn cũng hỏi là sao mà mình trồng cái rau gì nó cũng tốt, có hỏi bón phân gì, thì thường là mình hay bón phân trùng quế, rồi mình thêm một ít cái phân viên hữu cơ của Úc á, hoặc là phân gà, phân bò quay ủ một quay rồi cũng được, bỏ vào thì khoảng chừng 2 tuần là nó phát triển tốt thôi. Đây các bạn thấy nó rau quá trời luôn. Đây là củ cải trắng Hàn Quốc mà mình trồng cho tới hôm nay là gần 80 ngày. Thì cây nó cũng đã lớn và bây giờ nó bắt đầu nó già rồi, củ nó có vẻ là cứng cáp rồi, cho nên mình cũng chuẩn bị thu hoạch. Thì cái củ cải trắng này là mình trồng bằng cách là mình cái hạt mình đem mình ngâm nước khoảng 6 tiếng đồng hồ. Và sau đó mình ủ cho khoảng chừng 8 tiếng nữa. Thì như vậy khi nó nứt cái mầm, nứt cái nanh lên đó, rồi mình đem mình ươm trong mấy cái bầu nhỏ khoảng 6 ngày, 7 ngày gì đó, thì nó lớn lên. Lúc đó là mình đem ra mình trồng. Trong quá trình mình trồng thì mình có, tức là ban đầu mình bón lót phân trùng quế, rồi một ít cho phân hữu cơ viên của Úc đó, để cho nó tan chậm. Sau đó thì khoảng chừng 2 tuần thì mình có tưới thêm phân cá hoặc là phân bánh dầu. Rồi trong quá trình đó thì mình trong 1 tháng sau thì mình lại bón thêm phân trùng quế, rồi phân viên hữu cơ. Nói chung là cũng thường xuyên theo dõi nó. Thì cái cây cải này mình cũng thấy, củ cải trắng này mình thấy nó cũng có bị rầy á, nên các bạn thấy cái lá nè nó bị trái mấy cái lá nè, thì sâu rầy, chủy là rầy chứ sâu thì cũng không có sâu. Và bây giờ thì củ này mình nghĩ là nó cũng sẽ lớn lắm rồi. Đây thì hôm nay chắc là mình cũng sẽ thu hoạch luôn. Đây thì các bạn thấy củ này rất là to. Đây thì cũng dễ trồng, nói chung là trồng khoảng sau 2 tháng là thu hoạch được. Các bạn như mình đã nói, của cải trắng Hàn Quốc mình trồng đã hơn 2 tháng, thì hôm nay nhà mình sẽ tiến hành thu hoạch. Đây bây giờ là mình sẽ nhổ lên, đây các bạn xem nè.
Đây đây các bạn thấy không, nó dài rồi. Đây rồi, tiếp theo cái củ thứ hai đây. Lý do là nó có thể lớn nữa, nhưng mà do cái rễ của nó nó trồi lên, nó trồi xuống dưới rồi cái lá của nó bắt đầu nó cũng còn nó già rồi. Củ này thì nhỏ hơn, ngắn hơn nè. Các bạn thấy là củ này là có vẻ là dài nhất nè. Đây. Đây đây là củ cải trắng Hàn Quốc sau khi đã thu hoạch đây. Các bạn biết không, đây là cái củ cà rốt đỏ nè, mình trồng bữa nay là được 3 tháng rồi, hôm nay là mình tiến hành thu hoạch luôn. Thì đây là trồng thì cũng chăm sóc đó, củ các bạn thấy củ đâu, củ cũng được đó. À, như vậy thì sau khi trồng khoảng gần 3 tháng thì mình chăm sóc 4 phân trùng quế, rồi cũng tưới nước đầy đủ, mặc dù đúng ra cà rốt thì phải trồng trong các cái chậu thùng xốp á, thì củ nó to hơn, nhưng mà do nhà mình thùng xốp nó hết nên cái mình phải phải trồng trong cái chậu thông minh, chậu đen vậy, thì củ nó không được to lắm, nhưng mà cũng có để sử dụng rồi, cũng thấy cũng được. Đây đây tiếp tục nhổ nè. Đây đây củ củ này bự nè các bạn. Như vậy là mình thấy các bạn kỳ này mình trồng cái củ cà rốt này to hơn cái đợt trước cách đây 5 tháng 6 tháng gì đó mình trồng, nhưng mà củ đợt trước là nó bé hơn, là nó chỉ bằng cái to hơn cái ngón chân cái à. Đây các bạn thấy không, đây là củ cà rốt rất là to nè. Đó mình thu hoạch bữa nay là thu hoạch một nửa, còn để ít hôm nữa ăn tiếp thì mình thu hoạch tiếp, chứ thu hoạch nhiều mà để thì lâu nó hư cũng ổn. Còn đây là cải ngọt nè các bạn, cải ngọt này mình cấy nè, tức là khi ươm một số cái hạt cải ngọt trong mấy cái khay nhỏ đó rồi mình cấy vô, bữa nay là nó được 30 ngày rồi, vừa cải ngọt cải ngồng cải rổ gì nó lộn lung tung. Đây các bạn thấy hai ba loại cải thia gì đó, nói chung là hạt giống đó, mình trồng nhiều là mình gieo nhiều rồi đó, rồi cái bỏ rồi cũng không có ghi bao bì của nó, cho nên là không biết là cải gì cứ gieo ra hay có trúng cải gì, nó mọc tốt thì mình ăn cải đó thôi, chứ không quan trọng đó là cái tên cây cải, tại vì mình không có đem đi bán á, cho nên nó cũng thuận tiện cái chỗ đó. Đây các bạn thấy như vậy là sau 30 ngày thì nó rất tốt nè. Như các bạn thấy thì cái cải này mình nói vừa rồi đó, mình trồng cũng được 30 ngày, cho nên bữa nay là tiến hành thu hoạch hết luôn, vừa các cái loại cải cải ngọt nè, rồi cải ngồng nè, rồi cải thìa nè, nó lộn lung tung hết, tại vì gieo thì cứ gieo thôi, có hạt rồi còn hạt có gieo hết, tận dụng đất trống. Đây là những bụi cải ngọc nè, đây các bạn thấy có cái ngọc ở đây nè. Còn tiếp đây là cải ngọt nè. Thấy là nó tốt quá trời luôn. Còn đây là cải thìa nè. Đây
Đây, các bạn thấy như vậy là có 5 chậu mà 3 loại cải. Đây là củ cải đỏ Đài Loan mà mình trồng được hôm nay là khoảng hơn 2 tháng. Thì bữa nay mình bắt đầu thu hoạch. Trồng cây củ cải đỏ này thì cũng dễ thôi các bạn, tức là trước đó là mình đã mua hạt giống về mình ươm. Rồi sau khi cây nó lớn lên khoảng chừng một gan tay thì mình đem ra mình trồng. Và trong quá trình trồng thì bón phân cho nó khoảng 3 lần. Bao gồm có phân cùng quế, phân hữu cơ viên của Úc, và sau đó thì có tưới thêm phân cá, rồi có tưới phân bánh dầu, rồi buổi sáng thì mình tưới thêm nước, buổi chiều cũng tưới nước nếu mà trời mưa vừa thì không cần phải tưới, vì trồng trong cái chậu nhỏ này cho nên là nó cũng không được lớn bằng mấy cái chậu ở lớn ở bên ngoài. Vì vậy cái chậu nhỏ ta phải thường xuyên chăm sóc, nó cực hơn là mấy cái chậu lớn. Đấy, các bạn thấy đấy thì củ cải đỏ Đài Loan này nó đẹp và nó có màu nó hồng, đỏ đỏ hồng, từ trồng để ăn và trang trí cũng rất là tốt. Còn đây là dưa gang Đài Loan. Thì dưa gang này mình cũng đã trồng được khoảng hơn 2 tháng rồi. Thì hôm nay là cũng bắt đầu là thu hoạch được nè. Dưa này là trồng khoảng 12 cây mà nó trái thì còn khoảng 8 cây. Và mỗi cây nó ra được một trái. Trong quá trình trồng thì mình cũng bón phân, tưới nước đầy đủ. Thì trái dưa gang các bạn thấy đó, thì nó lớn là có trái nó được 1,5 kg. Thì bình quân trái 1,3 kg. Thì mỗi dây nó ra được một trái. Nó có dây thì nó ra 2 trái, thì trái nó nhỏ hơn nhưng mình vẫn để. Hôm nay là nhà mình bắt đầu thu hoạch hết luôn để trồng lại các cái cây mới khác. Thì như các bạn thấy đấy, thì trồng dưa gang thử cái giống ngoại thử xem sao, ăn thử nó có bằng của dưa gang của Việt Nam hay không. Còn đây là cây cà tím khía của Thái Lan. Thì cây cà tím khía này mình trồng là được đến nay là cũng 55 khoảng 60 ngày. Thì đối với cây cà tím khía này cũng dễ trồng, tức là sau khi mua hạt giống về mình cũng ngâm hạt giống, mình ủ, rồi sau đó rồi ươm nó lên, nó nảy mầm mọc, rồi mình mới trồng ra. Thì khoảng 45 ngày là cây nó bắt đầu nó trổ bông, và khi trổ bông nó ra trái thì trong vòng 15 tới 20 ngày thì chúng ta có thể thu hoạch được. Thì cây này là hiện nay là mình bắt đầu thu hoạch này. Mỗi cây mà nó cho ra khoảng 2 tới 3 trái, thì lứa đầu là trái nó cũng lớn. Cây này tới giờ thời điểm này mình trồng thì cũng chưa thấy sâu bệnh gì nhiều, và có khả năng là nó phù hợp với khí hậu của Việt Nam đấy. Thì các bạn nhìn thấy cái trái cà tím khía của Thái Lan này nó là giống trái cà chén của Việt Nam á. Cái cà chén nó màu trắng á, thì nó có cái khía thì nó cũng giống nhau. Thì mình cũng chưa ăn như thế nào để ăn thử là nó có ngon hay không. Nếu ngon thì mình tiếp tục trồng tiếp. Về cái cây này thì nhìn thấy nó rất là đẹp. Tóm lại là cây cà tím khía Thái Lan này dễ chăm sóc và thu hoạch. Nó cũng đúng cái thời vụ mà mùa mưa nó thì cũng không phải cần chăm sóc nhiều. Để chuẩn bị cho Tết Nhâm Dần năm 2022, mình đang xuống một số giống như thế này các bạn. Đây là các bạn thấy đây là các cái cây cà bắp Mỹ nè. Những cái cây cà bắp Mỹ này mình trồng đã được khoảng 3 tuần rồi. Thì hiện nay nó cao khoảng 25-30 cm. Thì cà bắp Mỹ nó cũng mình thấy cũng dễ trồng, với cây lớn á thì nó lớn lên thì nó khoảng chừng 45 ngày là có thể là cho trái, là hái trái ăn dần dần rồi. Rồi bên cạnh cà bắp Mỹ á thì mình trồng một số cái cây bông cải hoa hồng nè các bạn. Đây thì hy vọng là trong cái dịp Tết nó sẽ ra đúng cái thời điểm của Tết Nguyên Đán 2022. Đây là những cái cây bông cải hoa hồng. Thì những bông cải hoa hồng này cũng trồng cùng lúc với cà bắp Mỹ. Còn kế bên đây là các cái cây súp lơ, tức là súp lơ tức là bông cải. Đây có đây súp lơ Barbie của Nhật nè. Những cây này cũng trồng cùng lứa với cà bắp luôn.
Rồi tiếp theo đây là mấy cái cây bông cải đỏ, trắng, vàng. Nó ba màu, bốn màu. Còn đây là những cây salad red butterbeer mà trước đây còn lại, bây giờ hiện nay thì nó đang trổ bông. Đây thì mình cũng để cho ra bông xem thử là cái thu hoạch cái hạt của nó mình gieo tiếp là nó có phát triển hay không. Thì thấy cây hiện nay phát triển bông rất là mập mạp nè. Đây các bạn thấy bông rất là đẹp nè. Thì mình hy vọng trong thời gian tới thì bông nó sẽ phát triển lên được. Còn các cái chậu này là mình đang gieo một số bông cải hoa hồng. Bắp cải có, đang gieo tiếp. Còn đây là các cây gọi là súp lơ vàng của Nhật nè. Cây này mình trồng được một tháng rồi các bạn, nó cũng rất là lớn, phát triển đồng đều. Cái này thì chỉ trồng được 4 cây thôi, gieo 10 hạt nhưng mà nó chỉ lên được 4 cây. Nó rất là tươi tốt nè. Còn đây là cũng là súp lơ xanh. Mấy cây này thì có vẻ chậm lớn hơn, nó cũng gieo cùng lúc với lại súp lơ vàng bên kia, nhưng mà súp lơ xanh này thì nó lại chậm. Đây. Bên cạnh các loại bông cải thì mình cũng trồng thêm một số dưa. Thì đây là các cây dưa lưới red honey nè. Cây dưa lưới red honey này là được 2 tuần rồi các bạn. Hiện nay thì bắt đầu phát triển nè. Còn đây mấy cây này dưa lớn hơn này là gọi là dưa trắng của Thái Lan nè. Dưa trắng Thái Lan, cây này là trồng được 3 tuần. Đấy, nó kỳ này nó phát triển không đồng đều, một số cây rất là cao, số cây cho bắt đầu lại có bông. Còn bốn cây này đang có bông vàng vàng, các bạn thấy đây, đây là dưa lê Hàn Quốc. Đây. Thì mình 10 cây mới có 10 hạt là gieo lên được 4 hạt thôi. Cái này mà sao mình gieo lên cái kỳ này thì nó cũng không được phát triển lắm. Và còn bên đây là các cái chậu rau. Đây là cái cải Mizuna của Nhật nè. Cái cải này thì mình trồng cũng được gần 3 tuần. Nó chưa tới 3 tuần nó cũng phát triển được. Còn đây là mấy cây gọi là salad Solanova của Mỹ nè. Salad Solanova này thì nó nhỏ, nó rất là chậm phát triển nè. Nó kỳ này mình cũng thử trồng rau lan trong chậu nè các bạn. Rau lan này là trồng được 3 tuần nè. Rau lan là dâm bằng dây. Đây. Còn đây là hai cây cà bắp Mỹ mà mình trồng cách đây là hơn một tháng rồi, thì bữa nay nó bắt đầu nó thấy cũng có, nó bắt đầu có cho bông nè. Đây hai cây, hai cây, một cây lớn một cây nhỏ. Còn đây những cây cải bẹ xanh. Đây còn đây kỳ này mình sắp lại, các bạn thấy đây là cái khóm rau quế, tức là húng quế, húng lủi, húng chanh. Đây các bạn thấy quế lên sinh tốt không? Quế mình trồng trong các cái chậu nhựa 5 lít, rồi cái chậu nhựa 20 lít cắt đôi. Húng chanh, quế. Đây còn các bạn thấy cây cà xanh Thái nè. Cái cây này như vậy là hiện nay nó ở trên vườn rau thu nhỏ là được 4 tháng rồi. Như cây này có vẻ là nó sống cả năm đó các bạn. Nếu cho phân thì nó phát triển liên tục và nó cho trái liên tục nè. Thì mình thấy cũng rất là tốt. Còn qua bên đây là một số cây ăn trái, thì sung Mỹ vẫn tiếp tục cho bông, cho trái. Đây sung Mỹ, những cây sung này thì đang ra trái nè. Các bạn vừa xem clip vườn rau thu nhỏ tháng 11. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và like. Chào tạm biệt các bạn.